À con ship xong rồi hả? Xong, em ship xong hươu cao cổ rồi cả anh Đức hết chưa? Thấy giờ em giỏi chưa? À hươu cao cổ ở dưới hả? À. Chờ. Đức đang ship gì ở Đức? Yeah, à, con. Vậy em ship giỏi quá à. Vậy giờ em lại ship tiếp đi, giờ em ship con lạc đà đi. Chạy xuống nữa nè. Ê vô anh đang ship gì á? Quay cậu ạ. Rồi vậy con ship đi nha. Ừ. À, hello vô em. Ừ, hươu cao cổ mẹ biết rồi, chỗ mẹ vẽ đúng không? Nhỏ. Đúng rồi. Hươu cổ của vô anh to, hươu cổ của vô em nhỏ. Thầy con nhớ chơi. Nhớ ở chị ngừng. Nhớ. Nhớ. Nè, bác thấy anh Đức đang xếp hình không? Nhớ. Đó, là con nhớ xếp hình kia. Đó, anh Đức xếp hình gì đó? Hỏi anh đi. Chú. Anh Đức. Trời ơi, vớt rồi hả? Vớt rồi, vậy con gắn lại đi. Con ngồi xuống con gắn lại, đúng rồi, gắn từ từ lại. Mình giáp lại nha. Rồi, giáp hươu cổ lại. Rồi, mẹ thấy rồi. Đó, cũng phải anh Đức à, Đức ship nguyên dòng bự luôn rồi. Nó cỏ rồi. Rồi, mẹ thấy rồi. Anh Đức đang ship gì rồi vô anh? Thôi. Trời ơi, cố lên, xếp lại nào.